xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Ở trong video mới nhất ngày hôm nay, tại vì chiều nay game gọi là Battlefront cái Clash Delta chính thức lên cho chúng ta một cái phiên bản mới là 2.642 đây này. Anh em nhìn nhá, mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhìn cái phiên bản các bạn đang sử dụng là bao nhiêu. Thì từ một cái file APK anh em mở ra Chiver lên, các bạn sẽ để ý này. Anh em thấy cái số 174.734 này không? Anh em nhìn sang bên phải thì nó sẽ là báo hiệu cái phiên bản của các bạn đang sử dụng. Lần trước nó là 2.640 thì ngay chiều hôm nay nó lên là 2.642.635 rồi anh em nhá. Đó, thì mình vẫn khuyên, có lời khuyên anh em là khi sử dụng các bạn nên dùng những cái phiên bản gọi là mới nhất thời điểm hiện tại để chúng ta có thể an tay và an toàn hơn. Các bạn nào mà đang hiện tại đang dùng cái phiên bản là 2.640 ấy thì các bạn hãy tải xóa cái bản cũ đi và tải ngay vào luôn cho mình phiên bản 2.642635 mới nhất nhá. Được chưa? Hoặc là ví dụ anh em xem ở trên kênh YouTube nào đó, người ta bảo là cái phiên bản của họ là bản mới nhất, nhưng mà khi các bạn nhìn dưới cái phần main này này, ví dụ các bạn tải về cái file APK nhá. Đó, anh em mở ra Chiver lên ở đây này, ví dụ nhá, 1674 chấm này, 2 ở đây chấm này, 2 chấm, nếu mà ở trên cái của người ta ghi là 2.640 thì tức là họ đang chia sẻ cho anh em phiên bản cũ, về bản mới nhất bây giờ đang là bao nhiêu ạ? 2.642 rồi. Đấy, anh em sẽ nhìn từ ở dưới này, anh em thấy có chữ số 175 không? Nhìn thẳng sang này, sang bên phải này có chữ 2.642.635, anh em nhìn thấy không ạ? Ở trên cũng thế, 174.34 MB, và nhìn sang bên phải này 2.642.635. Đó, thì tức là cái bản này của mình đang là cái phiên bản mới nhất bây giờ. Thì cách cài như sau, đầu tiên các bạn sẽ gỡ cái game Roblox trên máy các bạn ra. Được chưa? Bạn nào chơi quốc tế thì tải quốc tế, bạn nào chơi VNG thì tải VNG. Ví dụ bây giờ mình chơi bản VNG thì tải bản VNG này anh em nhá. Và sau đó mình sẽ cài đặt vào thôi. Rất là đơn giản cho chúng ta đúng không ạ? Và cái sau anh em sẽ open mở nó lên giúp cho mình. Và sau đó các bạn đăng nhập vào game và test thử nhá. Đây thì anh em có nhìn VNG không, các bạn sẽ nhìn ở đây với mình này. Cho phép truy cập này, quay trở lại này. Anh nhìn nhá. Được chưa? Đúng cộng 12 chưa? Đúng VNG nhá. Còn bạn nào chơi quốc tế thì sẽ tải quốc tế. Link tải của hai cái này mình sẽ để ở phần bình luận video, và bây giờ mình sẽ đăng nhập thử và test thử cho anh em xem nhá. Ok, và bây giờ thì mình đã vào đến trong game này. Và các bạn có thể nhìn thấy ở cái phiên bản 2.642 anh em nhìn thấy có cái gì không ạ? Không bắt get key luôn. Đó, mình cái này mình vừa mới phát hiện ra thôi. Lúc mình làm video mình không để ý nha anh em. Đó, mình cũng không để ý đâu. Và đây mình em thấy này, mình vào nó không hề bắt get key một xíu nào luôn. Quá ngon luôn này anh em. Đây, Delta này, phiên bản này, anh em để nhìn thấy 2.642 mới nhất này. Và đây đăng nhập vào game không bắt get key luôn này. Nhưng mà mình cũng không biết là ví dụ có thể thời điểm bây giờ nó không bắt, sau nó bắt get key thì anh em cũng đừng lo lắng nhé. Dưới phần bình luận là mình cũng sẽ để thêm cho các anh em một cái video là hướng dẫn cách get key Delta X dành cho ai không biết các bạn nhá. Anh em có thể tải về và trải nghiệm thử đấy. Được chưa? Hôm nay update cho anh em quốc tế có 2.642, VNG có bản mới nhất 2.642, mà bây giờ hiện tại nó còn không bắt get key nữa. Quá ngon, quá tuyệt vời đúng không ạ? Và có cả một video hướng dẫn cách get key cho anh em. Tất cả những cái gì các bạn cần sẽ để ở dưới phần bình luận video này cho anh em nhá. Còn nếu anh em chỉ bấm vào đây và dán một script menu bất kỳ thì chắc là mình không cần phải hướng dẫn thêm rồi đúng không ạ?